Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Mình Hùng Panda đây, chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Đấy, anh ạ, mình đang ở trong trong nhà Lucas đây. Đấy, ui, đấy, anh em nhìn xa xa biết gì không? Đấy, kia là cái gọi là cái lồng của gấu ngáo ấy, nhà tù ấy, nhà tù của gấu ngáo luôn. Gấu ngáo tầm này đang chưa lắng rồi đang nằm ngủ ở kia. Đấy, thì rất nhiều bạn hay comment cho mình hỏi về tình trạng của gấu ngáo ấy. Thì cái đợt mà gấu ngáo bị bắt quên ngáo thôi, gấu thì không bị nhưng mà ngáo là bị bọn trộm chó nó bắt ấy, thì nó nhốt rồi này lọ rồi nó đánh nó không cho ăn, nên là sau cái thời gian mà giải cứu được ngáo về ấy, thì là ngáo cũng bị trầm cảm một thời gian. Đấy, nói chung là kiểu dạng như là không ăn uống hay hay kiểu dạng là không không vui vui vẻ như ngày xưa ấy, không nô đùa mấy ấy. Đấy, thì cái thời gian gần đây thì ngáo cũng đỡ rồi, thì hôm nay mình quay lại cái vlog này, mình up lên kênh vlog thôi. Đấy, thì để cho anh em biết tình trạng của ngáo. Đấy, hôm nay mình vào đây mình chơi với ngáo, mua cho ngáo một ít xúc xích này. Đấy, để ăn. Thì như các bạn đã biết ấy, thì ngáo thì bây giờ cũng tương đối là ổn rồi. Đấy, xem trên kênh của Dương ấy, với Toàn ấy, thì thấy ngáo có vẻ vui vẻ trở lại rồi các bạn. Tất nhiên là vẫn phải cần nhiều thời gian hơn nữa để ngáo nó vui vẻ hơn nữa, như kiểu ngày tự nhiên như ngày xưa đấy. Đấy, tại vì đã trải qua một cái cú sốc sau khi bị bắt cóc rồi, không được gặp chủ rồi gặp toàn bọn lạ cái này kia ấy, nó đánh đập rồi ăn uống là không được như ở nhà ấy. Thì bây giờ là ngáo nó không thể được như ngày xưa, phải từ từ các bạn ạ. Thì hôm nay mình vào mình sẽ mua xúc xích cho ngáo ăn và quay lại ngáo với gấu cho anh em xem nhé. Đấy, tại lâu ngày rồi anh em thì cũng chưa được gặp gấu nữa. Đấy, mình quay lại cho anh em xem để biết tình hình như nào anh em nhé. Đấy anh xem này, đấy ngáo với gấu đây, uy tín luôn. Ui dồi, anh em thấy gấu này lâu không gặp nhìn to chưa, gấu bây giờ phải to 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 hơn ngáo rồi đấy các bạn, thấy chưa? Đấy, gấu này thì lớn nhanh lắm. Đấy, nhìn thấy mình vui vui luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy ngáo vui vẻ lại chưa? Đấy, chào chào các bạn đấy các bạn. Đấy, mình mua xúc xích này để cho gấu với ngáo ăn nhé. Ui giời, bây giờ mình chỉ quay ở ngoài thôi các bạn ạ, chứ bây giờ mình mở chuồng ra là không giữ được, tại vì gấu mới ngáo bây giờ là nó to lắm rồi, mà gấu này thì bây giờ cũng nghịch ấy, nên mình mở ra là sợ mình không giữ được. Đấy, Dương với Toàn thì đang nằm nghỉ trong nhà nên mình không gọi nữa, mở ra nó chạy đi là nó chạy tít vù tắp ra ngoài kia cái là không bắt được, cái trộm chó loại đến nó tóm được là mệt lắm. Đấy, nó chạy lung tung đây một mình không giữ được, ngày bé thôi chứ bây giờ là không đủ sức. Xài uy tín luôn. Xem lại. Ui da, ui da, to lắm các bạn. Nhìn, các bạn nhìn. Ui da, các bạn nhìn thấy đẹp chưa? Đấy, ngáo mấy gấu lớn lên nhìn rất đẹp trai luôn nhá, uy tín luôn. Đấy, quá đẹp. Đây các bạn nhìn, ngáo vui vẻ trở lại đấy. Thỉnh thoảng vẫn hay buồn buồn này thôi, nhưng mà nó cũng đỡ rồi, nói chung cũng đỡ rồi. Như hôm đầu về không thèm ăn luôn, nằm một mình một góc luôn. Đấy, nếu lèo rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ bóc cái này ra để cho gấu ngáo ăn cho anh em xem nhé. Ui da, cho bọn này ăn này. Ôi, xúc xích này anh em, đi tí luôn. Đấy, ở đây có 5 cái xúc xích thì mình sẽ cho gấu với ngáo chia đều, mỗi người 2 cái. Thế còn một cái này nữa là nhân tiện là hôm nay có bông ở đây, tí nữa mình sẽ cho bông một cái nhé. Tí cho quay cả bông cho anh em xem luôn. Anh em ạ, đây mình hôm nay mình quay lại cái tình hình của gấu ngáo cho anh em biết nhé. Đấy, nhiều fan rất hay comment hỏi về gấu ngáo, các fan rất là yêu thương động vật và quan tâm đến gấu ngáo. Đấy là team anh em mình rất cảm ơn các fan mình luôn quan tâm đến anh em mình cũng như là gấu ngáo của team nhé. Bây giờ mình sẽ bóc cái này ra cho gấu ngáo ăn. Đấy, gấu mới ngáo thấy xúc xích chưa được cho ăn bắt đầu ngồi bắt đầu kêu. Thèm lắm đấy các bạn, gấu và ngáo ăn cái món này thì phải nói với các bạn là chỉ khoảng 5 phút, là chưa đầy 5 giây chứ không phải 5 phút đấy. Ok, bây giờ cho từng đứa ăn một nha, bây giờ cho ăn kiểu gì để nó không tranh nhau đây. Bây giờ là đang nhốt trong chuồng ấy anh em ạ, chứ bây giờ thả ra một cái là chạy ra là cắn một phát ở chỗ này là không trượt phát nào luôn. Đấy, mình cắn ra rồi, nhưng bây giờ mình phải chia ra đây để ném vào cùng cùng một lúc, mỗi đứa một đầu, không nó tranh nhau là cắn nhau đấy.
ngáo bây giờ là kiểu dạng như là chưa chưa gọi là vui vẻ hẳn đâu, nên là lớn ngứa mà gấu chành là mới cắn được gấu vỡ mặt ấy. Ngáo trông bé bé này thôi nhưng mà ghê gấu phết đấy. Các bạn nhìn nhìn hỏng nhìn trông xúc xích đây, phải nói là cái món sở trường luôn đấy. Gấu gấu nhìn thấy xúc xích đuôi dựng đứng lên này, uy tín luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ phải chia nhá, chia hai cái này ra này. Đấy, cho ngáo phần này, cho gấu phần này. Bây giờ mình phải ném kiểu gì để cho không tranh nhau cả. Đây, ấy, úi sai. Úi dồi các bạn ơi, bốc hơi trong một lốt nhạc luôn. Phải nói là cái độ ăn của gấu với gáo phải dã man luôn. Mình dí cho từng đứa ăn một thôi. Đây, 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 đây. Ê, ấy, úi dồi, gấu chanh. Ngáo ra được ăn rồi là đớp mất tay mình luôn. Đây cho gấu, đây, đây cho ngáo. Ui chưa, hôm nay mua ít quá nên là được có hai cái rồi đấy. À đây vẫn còn, mới vừa lấy mới được một cái đấy. Anh em nhìn gấu ngáo à, thấy chưa, ngáo bây giờ đã ăn được trở lại đấy nhá, ăn tốt luôn. Gì cái xúc xích này không phải nó phét, nhưng mua cả chục cân thì chắc ăn chỉ trong vòng một lốt nhạc thôi. Thì hôm nay mình vào đây mình cũng cũng không mua nhiều, chưa mua nhiều. Hôm nào mình sẽ mua nhiều để tổ chức một cuộc thi để cho gấu mới ngáo vui vẻ hơn nhé. Đấy, ăn uống cho nó vui vẻ uy tín luôn. Cho ăn vỏ ăn không? Ui ui chết, ui ui chết rồi các bạn. Ui ui kéo quạ, ui ui ôi chết rồi. Vỏ các bố cũng chơi rồi. Ui gấu, ui gấu, gấu khỏe quá. Ui chết rồi các bạn. Gấu ngáo là cái gì mà ăn. Đấy. Nó nhìn thấy hai cái này không được cho ăn, nó bức xúc. À, bây giờ lại mỗi đứa một lơi nhá. Bây giờ phải lém kiểu gì để cho nó nhanh các bạn ạ, không là tranh nhau chết. Đây, đây ngáo. Đây. Ấy ấy. Úi trời. Úi trời. Úi trời, ông gấu ông tham ăn ông sặc cả lên. Úi hết rồi các bạn. Đấy, thấy chưa? Phải nói cái độ ăn của đội này là quá uy tín luôn. Đấy, ngáo các bạn thấy nhá, ăn uống trở lại đấy, ăn rất nhanh luôn. Thôi hết rồi, hết rồi. Thôi cái này là tí nữa dành cho em bun bông. Đấy, em nhỏ phải nhường em một cái. Ok. Đấy anh em thấy chưa? À, mình chơi với ngáo này các bạn nhỉ. Trước là ngáo nó còn không thể ăn xúc xích, bây giờ cho nó ăn rồi này. Ấy thấy chưa? Đấy, cho cái này cắn rồi. Đấy, nó vui rồi nó mới cắn đấy các bạn ạ, chứ không phải là thích ấy đâu. Ai. Kéo cửa. U trời. Đây. Đấy, ui, mình phải lấy ra ngay, ăn cái này nó luốt vào bụng cái này, không ỉa được chết. Thôi thế thôi, ăn thế thôi. Trước về là ngáo nó còn không thèm chơi với gấu luôn. Gấu lằng nhằng là ngáo nó đang buồn nó tập luôn. Đấy thấy chưa? Đấy thấy gừ chưa? Ai thấy chưa? Ngáo bây giờ rất ghê luôn. Nhưng mà bây giờ cũng chơi với nhau rồi, gọi là cũng chơi chơi vui vui rồi. À, để cho uống nước xem uống không? À. Ui giời, các bạn nhìn quả lưỡi lếu lèo này. Ui giời, mình để tận ngoài cửa thì gấu nó thè lưỡi này, dài đấy. Này ngáo, này nếu đi, uống nước đi con. Ui giời, lưỡi quá dài luôn. Đấy, anh em nào có chui được vào cái lồng này mà uống được nước ở bên ngoài này. Ui giời, các bạn thấy uy tín chưa? Ăn xúc xích xong khát nước uống ấy. Ui giời. Gấu gáo và uy tín luôn anh em ạ. Quả lưỡi này thì thôi rồi ấy. Rồi được rồi, ăn đấy thôi. Thôi ăn no rồi nghỉ khỏe đấy nhá. Đấy, hôm nay mình không mở lòng ra. Đấy, mở lòng ra nó chạy mình không giữ được. Khỏe lắm, giật nó to lắm các bạn. Có khi nó kéo mình như nhai bén. À quên mất, bây giờ mình thấy bông ở trong nhà rồi, bây giờ mình vào bắt bông ra đây để mình cho lốt cái này nhá, để cho bông ăn một cái cho nó uy tín. Đấy, toàn ngư rồi anh em. Đấy, toàn ngư là mà đánh game như này chết không. Đều dài, nước sọt. Quay. Úi giời đây rồi. Úi giời dân chơi. Úi giời. Ý, cho bông ra đây chưa. Bắt cóc bùn bông anh em ạ. Bắt cóc. Đấy, anh em thấy bùn bông có cái gì uy tín không?
mình phải cho xa xa đây, không mấy anh này anh nhìn thấy bun bông mình cho bun bông ăn cái là nó công ghen công phá lồng. Đấy, cho bun bông ra đây. Ui dài lâu lắm cả bun bông. Ui, các bạn thấy bun bông có quả dây đeo cổ cutia lạc lối luôn. Lơ nhá, đấy, chuông nhá. Xa đẹp chưa. Đấy, lâu lâu các bạn fan cũng cứ hỏi tình hình cả bông nữa. Đấy, nhưng mà bông là dạo này về nhà rồi nên là không ở chỗ này cùng với lại gấu ngáo. Thế bây giờ ra đây chơi mình quay luôn cho anh em xem. Đấy, bông vẫn thế anh ạ, có nghĩa là cũng lớn hơn một chút đấy nhưng mà cũng chưa lớn lắm. Bông uy tín luôn. Đấy, các bạn thấy quả lơ chưa? Đấy, bây giờ phải cẩn thận, phải gắn lơ vào, nếu trộm nó bê nó chạy đâu nó cũng kêu là còn đuổi bắt nó dễ. Bông bụt bông đấy, bông này. Ui dồi, xem nào, có làm được ăn không? Nhìn thấy rồi nhưng mà không biết là không làm được gì ăn. Thôi bây giờ mình bóc ra cho nó ăn nha. Này, bông, đâu rồi? Này, ui dài, bùn bông thì phải nói cái quả này thì nó là cũng là một sở trường luôn. Ôi, gấu ngáo nhìn thấy em ăn thì bắt đầu ghen tị. Đây. Đây. Đây anh đang cho nó ăn xúc xích. Đây. Uy tín luôn. Đấy. Ôi giời. Hết rồi các bạn. Ui giời, ăn nhanh hơn cả gấu ngáo anh em ạ. Bông phải nói là siêu nhanh luôn. Ôi giời. Bông này nhá các bạn nhá, nếu mà bông này mà ăn khỏe nhá chỉ khoảng 5 phút sau cái bụng này nó phải to đùng luôn, như quả bóng luôn. Đấy. Đấy, ăn xong vẫn đi tìm, vẫn đói vậy. Đấy, tuổi trẻ chưa trải sự đời, ăn uống là không biết lo gì. Bây giờ vẫn đi tìm. Thôi, cho đi vào nhà thôi. Ngoài này trời nó nắng quá. Đấy, gấu ngáo ghen tị này. Chào em. Ok anh em ạ. Đấy, hôm nay mình vào đây mình chơi thăm gấu ngáo bung bông cho anh em xem nhé. Tình hình gấu ngáo thì uy tín rồi. Ngáo thì cũng nói chung là cũng bắt đầu vui vẻ trở lại. Đấy, anh em thấy chưa? Ăn uống bình thường. Đấy, đây còn đây là được thăm bông luôn anh em xem. Đẹp dài luôn. Bông nữ hay cái gì mình không biết. Thôi, xin chào các bạn ở vlog sau nhá. Nhớ đăng ký kênh, like, subscribe, chia sẻ ủng hộ mình nha. Ok.